Vitamin C là một dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vậy vitamin C có trong những thực phẩm nào và cách bổ sung sao cho đúng? Dưới đây là thông tin về top những loại thực phẩm giàu vitamin C nhất mà bạn nên thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày. Một, cam. Khi nhắc đến các thực phẩm giàu vitamin C, cam thường được nghĩ đến đầu tiên. Trong 100g cam chứa 59mg vitamin C, giúp hỗ trợ quá trình kháng viêm và nhanh lành các vết thương. Uống một ly nước cam khoảng 200ml mỗi ngày trong 3-4 ngày mỗi tuần, khoảng 60mg vitamin C không chỉ giúp làm đẹp da mà còn ngăn ngừa sỏi thận và cải thiện sức khỏe tim mạch. Hai, quả chanh. Ngoài cam, chanh cũng là một loại quả giàu vitamin C. Trong 100g chanh có chứa 53mg vitamin C. Uống một ly nước chanh mỗi ngày giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do gây hại cho sức khỏe. Ổi. Ổi là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất, chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với cam. Trung bình, 100g ổi chứa khoảng 228mg vitamin C. Một nghiên cứu cho thấy rằng ăn 400g ổi đã gọt vỏ mỗi ngày tương ứng với 7 miếng có thể làm giảm huyết áp và lượng cholesterol toàn phần đáng kể. Ngoài ra, ổi còn rất thích hợp để làm sinh tố, salad, nước ép trái cây và cũng có thể ăn kèm với bánh mì hoặc bánh quy. 4. Ớt chuông. Ớt chuông là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, nhưng ít ai biết rằng ớt chuông chứa hàm lượng vitamin C khá cao. Lượng vitamin C trong ớt chuông phụ thuộc vào màu sắc của chúng. Chẳng hạn 100g ớt chuông vàng cung cấp khoảng 183mg vitamin C. Bạn có thể thái sợi ớt chuông để xào, thêm vào món salad hoặc kết hợp với trứng chiên. Duy trì ăn 100g ớt chuông mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như ngăn ngừa quá trình hình thành cục máu đông và cải thiện triệu chứng của bệnh đục thủy tinh thể. 5. Đu đủ. Đu đủ là loại thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Thông thường trong 100g đu đủ chứa 61mg vitamin C cùng với nhiều chất chống oxy hóa như carotenoid và flavonoid, vitamin A và folate. Uống một cốc nước ép đu đủ mỗi ngày giúp bạn có làn da tươi sáng, đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ ung thư đại tràng. 6. Cải xanh. Cải xanh cũng là một trong những thực phẩm giàu vitamin C mà bạn nên thường xuyên bổ sung vào bữa ăn gia đình. Loại rau củ họ cải này cung cấp 132mg vitamin C cùng với hàm lượng chất xơ dồi dào và chỉ chứa 30 calo mỗi khẩu phần. Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu còn cho thấy cải xanh còn có thể có đặc tính chống ung thư. 7. Dứa. Dứa còn gọi là quả thơm, từ xưa đến nay luôn được chú ý nhờ vào lượng vitamin C cao. Thông thường trong 100g dứa chứa khoảng 48mg vitamin C. Dứa có khả năng kháng viêm và giúp vết thương lành nhanh. Uống một cốc nước ép dứa mỗi ngày không chỉ có lợi cho hệ tiêu hóa mà còn giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng nhờ hàm lượng vitamin C cao. 8. Cà chua. Một quả cà chua cỡ trung bình cung cấp khoảng 20mg vitamin C khi ăn sống. Hàm lượng vitamin C giảm xuống khi nấu chín cà chua, nhưng một chất chống oxy hóa gọi là lycopene lại tăng lên. Để tận dụng tất cả các lợi ích, bạn có thể thêm vài lát cà chua tươi vào bánh mì sandwich khi ăn sáng hoặc ăn trưa và làm sốt cà chua tươi trộn mì ống vào bữa tối. Ngoài ra, một cốc nước ép cà chua thơm ngon chứa đến 170mg vitamin C, đáp ứng 21% nhu cầu vitamin A và 15% nhu cầu kali hàng ngày, nhưng chỉ có 41 calo. 9. Khoai tây. Một củ khoai tây nướng cỡ vừa chứa khoảng 20mg vitamin C. Khoai tây cũng là nguồn cung cấp kali và chất xơ tuyệt vời. Thay vì chiên trong dầu, bạn hãy thử nướng khoai tây trong lò với dầu ô liu. Khi thưởng thức khoai tây nướng, bạn có thể thay bơ bằng các loại đồ chấm lành mạnh hơn như phô mai ít béo. 10. Xoài.
Trong 100g xoài chứa khoảng 36,4mg vitamin C, đủ để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Vitamin C trong xoài không chỉ giúp tăng cường thị lực mà còn hỗ trợ sản xuất collagen, giúp da săn chắc. Tốt nhất bạn nên ăn xoài tươi để hấp thụ đủ các vitamin, khoáng chất và chất xơ. Mỗi ngày chỉ nên ăn 200-250g xoài để bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết. 11. Đậu Hà Lan. Nhiều người thường bỏ qua nguồn vitamin C dồi dào trong đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan chứa các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa như flavonoid, catechin, epicatechin, carotenoid và alpha-carotin giúp tạo ra collagen và đảo ngược các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, đậu Hà Lan còn rất ít chất béo nhưng lại giàu chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu và kiểm soát cân nặng. 12. Bưởi. Tương tự như cam, chanh, bưởi cũng là loại trái cây giàu vitamin C được nhiều người lựa chọn. Trong 100g bưởi chứa khoảng 31,2mg vitamin C. Bưởi có thể được chế biến thành nhiều món ăn và đồ uống như trà bưởi, nước ép bưởi, salad bưởi. Ăn một quả bưởi cỡ vừa mỗi ngày không chỉ giúp chữa lành vết thương mà còn bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả. 13. Cải xoăn. Cải xoăn chứa nhiều vitamin C và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe như vitamin A, vitamin K, folate. Trong 100g cải xoăn có chứa khoảng 93mg vitamin C. Ăn cải xoăn 1-2 lần một tuần giúp tăng cường sức khỏe và phòng ngừa nhiều căn bệnh như ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường. Cải xoăn có thể được ăn sống hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác như cải xoăn luộc, salad và nước ép. Như vậy, qua video này của blog ẩm thực, chắc hẳn bạn đã biết thêm về các loại thực phẩm giàu vitamin C, một dưỡng chất vô cùng thiết yếu cho sự phát triển khỏe mạnh của cơ thể. Hãy nhớ luôn bổ sung đầy đủ lượng vitamin C cơ thể cần hàng ngày bằng cách xây dựng một chế độ ăn uống phù hợp nhé!